Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm canh tí Ngày này là ngày nhâm thân tháng kỵ sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long, giờ tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỷ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bảo quang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần về ngũ hành ngũ hành niên mệnh kiếm phong kim ngày nhâm thân tức chi sinh cho can có nghĩa là kim sinh cho thủy và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm kiếm phong kim kỵ tuổi bính dần canh dần ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi mão tốt nhờ kim khắc mà được lợi ngày thân lục hợp với tỵ tam hợp với tý và thìn thành thủy cục xung với dần hình dần hình hợi hại hợi phá tỵ và tuyệt mão vài tuổi xung khác trong ngày tuổi bính dần canh dần bính thân tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc, sao thiên quan tốt mọi việc, sao ngũ phú tốt mọi việc, sao phúc sinh tốt mọi việc, sao hoạt điệu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao mậu thương tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao đại hồng sa tốt mọi việc, sao thiên ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có, sao lôi công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính Nam, tài thần, hướng chính Tây. Sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp, Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý Chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ, cho nên với bạn tuổi Tý, bạn đang có được một ngày làm việc rất chi là minh mẫn và sáng suốt. Với bạn tuổi Tý, có khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn dù tình huống trước mắt có khó khăn đến đâu đi chăng nữa và đó là lý do bạn nhận được sự tin tưởng của tất cả mọi người. Và với bạn tuổi Tý, công việc của bạn tiến triển rất chi là thuận lợi, còn khiến cho bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Điều cần thiết nhất bây giờ là bạn cần phải tiếp tục dự vững tinh thần làm việc tích cực, chứ không nên làm theo cảm hứng, hứng thú nhất thời bởi bạn đang có được một tiền đồ rất chi là rộng mở. Càng may mắn khi trong ngày này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng cho thấy bạn mệnh đang có được một gia đình rất chi là hòa thuận. Bạn và nữ kia luôn tin tưởng vào nhau và luôn cùng thảo luận mọi vấn đề trong nhà. Bạn mệnh tuổi Tý quan niệm đã là vợ chồng thì phải đồng lòng với nhau vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim đưa ra những quyết định sáng suốt tử vi tuổi bính tý thuộc thủy nhận được sự tin tưởng của mọi người tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa được cấp trên đánh giá cao tử vi tuổi canh tý thuộc thổ vợ chồng đồng sức đồng lòng tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc tôn trọng ý kiến của nửa kia và đánh giá của bà tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi hợi, tuổi sửu. từ vi tuổi Sửu chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài gây rối cho nên với bà tuổi Sửu rất dễ phải gánh chịu sự nghi ngờ thậm chí là sự gièm pha của đồng nghiệp và bạn đang trở thành người có nhiều thị phi trong ngày hôm nay. Có thể, kẻ tiểu nhân ganh tức với những thành quả mà bạn đã đạt được chính là người đã ngấm ngầm gây ra việc này đẩy bạn vào sự rắc rối. Trong công việc của bạn từ Sửu ngày Chủ nhật này, bạn mệnh vốn là người nhiệt tình và thẳng thắn, nhưng lại quá nóng nảy, dễ bị kích động. Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định, hoặc là phán xét điều gì đó thì bạn cần phải lắng nghe nhiều chiều, phân biệt rõ ràng thực hư cái đã. May mắn là ngày chủ nhật này đối với ba tuổi xỉu, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cho nên, về phương diện tình cảm của bạn lại có phần được tốt đẹp. Đối với những bạn đang còn độc thân, dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác giới và bạn cần phải thoải mái thể hiện bản thân mình để mọi người nhận ra sức hấp dẫn của bạn, bạn cũng có thể gặp được người phù hợp với chính mình trong ngày hôm nay nữa. Vài từ vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, chịu sự nghi ngờ, dèm pha của đồng nghiệp tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy bị kẻ tiểu nhân ganh tức và hãm hại tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa không nên nóng vội đưa ra quyết định vội vàng tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ lắng nghe nhiều chiều không vội tin theo lời kẻ gian tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc dễ gây ấn tượng tốt với mọi người và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 1, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi sửu, tuổi tỵ. Từ vi tuổi dần, chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên bà tuổi dần bạn đang có điểm báo sẽ phải làm việc vô cùng là vất vả trong ngày hôm nay bạn gần như không nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai Tuy nhiên, bạn cần hãy cố gắng giữ tinh thần lạc quan, không nên quá bi quan với tình hình hiện tại. Thêm vào đó, trong ngày này với bạn tuổi dần, khi tham gia giao thông, bạn mệnh cần phải có được sự tập trung, chú ý, không nên sao nhã nghĩ tới chuyện này chuyện khác, tạo ra nguy hiểm cho chính bản thân mình, cả cho những người khác. Và bạn cũng cần phải chú ý tuân thủ luật giao thông nữa. Và với bạn tuổi dần, trong ngày này cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cho thấy bạn mệnh cần phải quan tâm nhiều hơn tới tình hình sức khỏe của mình. Và tốt nhất là bạn nên có chế độ ăn uống phù hợp và tập luyện thể dục thể thao hàng ngày. Sức khỏe là vốn quý giá giúp cho bạn có thể đạt được mọi điều trong cuộc sống. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy làm việc vất vả mà không có được sự trợ giúp tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa không nên có những suy nghĩ bi quan tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ không nên sao nhạ khi tham gia giao thông tử vi tuổi canh dần thuộc mộc cần quan tâm tới tình hình sức khỏe của mình tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim có chế độ ăn uống cân bằng hơn vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 5 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi hợi, tuổi xỉu. từ vi tuổi mão chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ cho nên với bà tuổi mão có những bước thăng tiến vững vàng trong ngày hôm nay bạn hoàn thành tốt công việc được giao và nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo thậm chí bạn còn có được cơ hội cất nhắc lên vị trí cao hơn nữa. Với bạn tuổi mão, bạn là người có tinh thần làm việc trách nhiệm và nghiêm túc. Tuy nhiên, bạn cũng nên có những suy nghĩ cởi mở hơn. Đặc biệt là khi tiếp thu ý kiến của mọi người, bạn sẽ thấy rằng có khi thay đổi góc độ quan sát sẽ khiến cho mọi việc trở nên đơn giản hơn với mình rất chi là nhiều. Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Mão và người nhà không được mấy hòa hợp. Có lẽ đôi bên cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ. Như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách và lạnh nhạt và tử vi tuổi ất mão thuộc thủy có những bước thăng tiến vững vàng trong sự nghiệp tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa nhận được sự đánh giá cao của cấp trên tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao tử vi tuổi tân mão thuộc mộc nên cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến của mọi người tử vi tuổi quý mão thuộc kim dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với nửa kia và đánh giá của bà tuổi mạo trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu xanh rêu màu ghi quý nhân phù trợ tuổi Hợi tuổi Dần tuổi Mùi từ vi tuổi thìn chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ giúp sức cho bạn cho nên, công việc của bà tuổi Thìn tín trị rất chi là thuận lợi vào ngày hôm nay. Và bạn chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được phân công, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được thành quả ác rất chi là khả quan với mình. Tuy nhiên, trong cách đối nhân sự thế với bà tuổi Thìn, đôi khi lại quá lạnh lùng, không muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Và bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người để trao đổi ý kiến cũng là cách hữu hiệu giúp cho bạn nhận ra được những thiếu sót và hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Và xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bà Tử Thìn, ngày này là ngày tốt cho nên việc xuất hành đi xa, kinh doanh buôn bán, ký kết hợp đồng với bạn rất chi là thuận lợi. Tuy nhiên, bạn đừng quên chọn những hướng tốt để xuất hành như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần hướng chính tay để tăng thêm may mắn trong công việc với mình. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa công việc tiến triển thuận lợi, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ chú ý vào nhiệm vụ được phân công, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc nên cởi mở khi trao đổi ý kiến với người khác. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, chú ý cách đối nhân sự thế. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy nên tiến hành những công việc trọng đại và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 5 số 8 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mão tuổi thân từ vi tuổi tỵ chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ bạn là người rất thông minh nhanh trí trong ngày hôm nay nhờ có được nhị hợp phù trợ cho nên bạn nhanh chóng tiếp thu được ý kiến đóng góp của mọi người khiến cho mọi việc dù có khó khăn như thế nào đi nữa cũng tiến triển rất chi là thuận lợi với bạn Cô thể với bà tuổi tỵ bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, bạn hãy xác định được tinh thần, chứ chắc sự giúp đỡ của mình đã được người khác ghi nhận. Bạn hãy giữ tấm lòng vô tư, đừng có xô so đua thiệt hơn khi giúp đỡ người khác. Như vậy thì bạn sẽ tránh được những buồn bực không đáng có xảy ra với mình bên cạnh đó vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tự tỵ lại đang gặp ngày có họa khắc với kim cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý mối quan hệ tình cảm gia đình của bạn lại không được mấy êm ấm vợ chồng có thể có những quan điểm bất đồng với nhau bạn cần phải bình tĩnh để tháo luận đưa ra những ý kiến thống nhất chứ không nên bổ mặc mọi chuyện đi tới đâu thì tới vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ đầu óc thông minh xử lý công việc tốt tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ dễ dàng tiếp thu ý kiến của người khác tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc không nên so đo tính toán quá nhiều tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim nhiệt tình giúp đỡ mọi người tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy cần thảo luận để thống nhất quan điểm với nửa kia vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Từ vi tuổi Ngọ, chủ nhật Ngày 24 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà Tử Ngọ Chua chúng ta thấy là vận trình của bà Tử Ngọ trong ngày này đang gặp ngày có họ khắc với kim, cho nên với bà Tử Ngọ cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình. Có lẽ bạn đã quá tập trung vào công việc cho nên vô tình dồn hết trách nhiệm chua nửa kia, cái chuyện chăm lo chua gia đình vốn dĩ thuộc về cả hai người. Đối với những bạn còn trẻ tuổi thì trong ngày này có thể sẽ nảy sinh một số mâu thuẫn với cha mẹ và trước khi đưa ra bất cứ lời phản bác nào, bạn hãy lắng nghe ý kiến của những người đi trước, bởi chắc chắn kinh nghiệm sống của bạn chưa thể bằng những người đi trước được. Và may mắn là trong cái vận trình ngày chủ nhật này với ba tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh cho thấy với bạn đang có được những dấu hiệu đáng mừng trong sự nghiệp của mình. Bạn có thể đạt được bước ngoặt lớn nếu như làm việc trong các lĩnh vực như là học thuật, công danh. Bạn hãy tiếp tục đặt những kế hoạch tiếp theo cho mình để tương lai của mình được tốt đẹp hơn nữa. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy không nên dồn hết trách nhiệm chăm lo nhà cửa chua nửa kia. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc họ có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ nại sinh mâu thuận với người lớn tuổi. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc chú ý lắng nghe lời khuyên của người đi trước. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Từ vi tuổi Mùi, chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi mùi chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang có sự tác động của kiếp tài chiếu mệnh chua nên với bà tuổi mùi đang có chí khí và luôn cố gắng phấn đấu nhưng lại quá nóng vội dễ có những hành động nông nổi hoặc là đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính xác bạn cần phải học cách giữ bình tĩnh hơn nữa với bạn tuổi mùi, nếu không chắc chắn về một vấn đề nào đó, hoàn toàn bạn có thể hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình, không nên lặng lặng giữ ở trong lòng rồi tự tiện đưa ra quyết định, nếu không đến một lúc nào đó bạn sẽ phải hối hận về điều này. Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại đang rất chi là tốt đẹp. Bản mệnh và người bạn đời của mình luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói thành lời. Có thể được như vậy là nhờ từ trước tới nay hai người luôn quan tâm và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện ở nhà. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim có chí khí, luôn cố gắng phấn đấu. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy dễ hành động nông nổi, quyết định thiếu chính xác tử vi tuổi kỷ mùi thuộc họ nên hỏi ý kiến của những người đi trước tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ không nên tự mình đưa ra quyết định tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc vợ chồng có được sự tháo hiểu luôn trao đổi ý kiến với nhau và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao, quân số may mắn, số 1, số 8, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phụ trợ, tuổi hợi, tuổi mão tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Thân đang có được lộc làm ăn buôn bán trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Thân, bạn không nên chần chừ do dự trước những cơ hội về đầu tư, kinh doanh quá lâu, bạn hãy quyết đoán nắm bắt, chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận rất chi là cao trong tương lai. Với bạn Tử Than, bạn là người ôn hòa và rộng rãi, tuy nhiên, bạn cần phải chi tiêu có chừng mực hơn, bởi nếu như chi tiêu quá hoang phí thì dù có kiếm được tiền nhiều đến đâu đi nữa thì một ngày nào đó bạn cũng sẽ rơi vào tình cảnh túng thiếu mà thôi. Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn Tử Than lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang rất chi là tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bạn và những người khác giới tiến triển rất tốt. Nếu như bạn đang quản độc thân, bạn có thể sẽ có được những người tiếp cận với mình, mang lại cơ hội cho mình. Biết đâu trong số những người đến với bạn sẽ có người có tiền định cho bạn thì sao? Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, người kinh doanh buôn bán có được lộc lớn, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa không nên chần chừ do dự trước những cơ hội về đầu tư, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ nên chi tiêu có chừng mực, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc quan hệ xã hội phát triển tốt đẹp, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim nên cởi mở hơn với mọi người. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này Sự nghiệp 4 sao Tài lộc 5 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 5 sao Con số may mắn số 1 Số 6 Giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ Màu sắc cát tường Màu vàng kim Màu trắng Quý nhân phù trợ Tuổi tí Tuổi thìn Tuổi giàu từ Vi Tuổi Dậu Chủ Nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi dậu á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dậu trong ngày này đang có được báo hiệu công việc của bạn tiến triển rất chi là thuận lợi nhờ có sự nâng đỡ của tam hội phù trợ bạn mệnh tuổi dậu hoàn thành tốt được những nhiệm vụ được cấp trên giao phó cùng với đó sự tự tin khiến cho bạn không ngại ngần khi đối diện với những thử thách với bà tử dậu, bạn cũng có được cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Bạn có thể học được những điều rất giá trị của người ấy, giúp ích cho công việc của bạn về sau này. Nếu gặp trục trặc trong vấn đề gì thì bạn cũng đừng có ngại ngần lên tiếng nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Và ngày này với bà tử dậu, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mạnh nên chọn những hướng tốt để cho công việc thêm phần được thuận lợi. Hướng tốt bao gồm Kỵ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây sẽ gặp được thần tài mọi việc như ý. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy công việc tiến triển thuận lợi từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa không nên ngần ngại đối diện với thách thức từ vi tuổi Kỷ dậu thuộc thổ có được cơ hội gặp được quý nhân từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc học hỏi kinh nghiệm từ những người khác từ vi tuổi quý dậu thuộc kim hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Tuất, Từ vi tuổi tuất chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này do sự tác động của tỷ kim chiếu mệnh cho nên với bà tuổi tuất phải đối diện với những hành vi tranh quyền đoạt lợi của bạn bè đồng nghiệp và bạn có thể cảm thấy bất ngờ hoặc là bị suy sụp vì những người tự như là thân thích có thể quay lưng với mình. Và với bà tuổi tuất á, cho dù có rơi vào hoàn cảnh như thế nào đi nữa, bạn cũng cần phải giữ được suy nghĩ lạc quan, coi như đây là cơ hội để nhìn rõ người tốt, kẻ xấu. Đồng thời, bạn cũng không nên hùa theo những kẻ hám lợi khiến cho chính mình mang tiếng xấu về sau này. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi tuất, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy với bà tuổi tuất đang rất vượng vận về đào hoa. Nếu như trong ngày này có đối tượng nào tiếp cận với bạn và bạn nhận được rằng đối là một người tốt thì hãy cho đôi bên có một cơ hội tìm hiểu. Nếu như biết cởi mở và chủ động thì bạn sẽ có được một cái kết là hạnh phúc rất chi là viên mãn. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa đối diện với những hành vi tranh quyền đoạt lợi của đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ bị những người thân thiết phản bội, từ vi tuổi Mậu tuất thuộc mộc, dự những suy nghĩ lạc quan, tích cực, từ vi tuổi canh tuất thuộc kim không nên hùa theo kẻ xấu, từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy có cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi dậu. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên bạn đang vướng phải nhiều chuyện phức tạp rắc rối trong ngày hôm nay và tiểu nhân xuất hiện đem lại cho bạn nhiều thị phi xong bạn chớ có vội nóng nảy mất bình tĩnh mà hãy tìm rõ gốc rễ của vấn đề trước đã tâm tính dễ bị kích động khiến cho bạn tuổi hợi dễ đưa ra những quyết định sai lầm và trước khi bắt tay vào một việc gì đó, nếu như còn chưa chắc chắn thì bạn hãy thảo luận với những người đáng tin cậy xung quanh mình trước. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi Hợi, bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại rất chi là tốt đẹp, nửa kia chính là chỗ dựa về tinh thần rất vững vàng cho bạn. Nếu còn có điều gì khuyến cho bạn khó xử thì bạn hãy trò chuyện với người ấy bạn biết đó nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho bạn những lời khuyên rất chi là hữu ích nữa về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa vướng vào nhiều chuyện phức tạp rắc rối tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tiểu nhân mang lại cho bạn nhiều thị phi tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc không nên nóng nảy, mất bình tĩnh, đưa ra quyết định sai lầm. Từ vi tuổi tân hợi, thuộc kim, thảo luận với mọi người xung quanh. Từ vi tuổi quý hợi, thuộc thủy, nửa kia luôn là hậu phương vững chắc cho bạn. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu xanh nước biển màu trắng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi sửu tuổi mão cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại